Rồi, chào anh em ha. Thì tiếp tục thì em trả máy ba máy cho ba khách ha. Thì hai cái kích chuột anh em. Đây. Hai cái 12D ha. Thì cái một cái công suất lớn, một cái công suất nhỏ ha. Rồi, máy này của anh Nguyễn ở Nam Định nè. Rồi với một cái là của anh Sang ở Cà Mau ha. Rồi, tiếp theo thì em trả cái máy mini ha của anh Hiếu ở Đà Nẵng ha. Rồi cái kích chuột thì em cũng có hướng dẫn anh em ha. Thì anh em cũng biết cách sử dụng rồi ha. À, thì dây nhợ em làm đủ hết ha. Rồi. Hai máy ha. Rồi cái mini này của anh Hiếu này ha. Thì chỗ anh là nước suối trong ha. Nên cái máy này em làm đánh áp cao ha. Đi bình xe máy ha. Đây. Cái bình xe nè. Xe đạp. Xe máy nè. Bình 5A ha. À. Đây. Bằng cái bình ha. Về chỉ việc để lên mình đánh thôi. Bạn mình ha. Thì sẵn đây cũng giới thiệu với anh em luôn ha. Anh em nào mà xài bình xe máy á, mà muốn mua cái bộ sạc thì bên em có luôn ha. Đây, sạc ốc quy. Sạc từ bình 20A đổ xuống ha. Này, nó báo dung lượng luôn ha. Đầy tự ngắt nha anh em. Đây, có kẹp đầy đủ ha. Đây. Thì anh em nào mà mua máy mà muốn mua sạc kèm theo á, thì báo em gửi luôn ha. Chứ cái bình xe nhiều khi anh em đi đề xe nó hết bình á, anh em đang đi đánh cá nó không hiệu quả đâu. Nhiều khi đem ra cái bình nó hết chưa, bóp hai ba cái là hết bình. Đây, để em test máy cho anh Hiếu ha. Thì mấy dòng máy kia thì đánh nước phèn nước rồi thì em làm đánh dòng. Nên cái này là đánh áp ha, áp cao lắm. Em tải bóng 500 luôn nè. Đây. Vậy có thắt nút là cộng ha. Đó, quạt chạy ha. Cò bóp em làm sẵn cho anh luôn ha. Tại cái sợi dây này nó lỏng cái chui này ha. Cái chui nó hơi bị lỏng. Ngạt lửa. Nè, em vịn lên này ha. Thấy không? Tải bóng 500 sáng lên cái mặt ha. Đó. Rồi chờ anh ha.